chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của An Phát Computer. Thì tiếp nối sự kiện CES với chiếc MSI Vector GP66 mà An Phát đã làm video review trước đó, thì ở video này mình sẽ mang đến một dòng laptop gaming dành cho game thủ chuyên nghiệp GE Rider Series. Cụ thể thì sẽ là MSI Rider GE66. GE Series thì được sinh ra để dành cho các game thủ hạng nặng. Ngoài việc mang tới sức mạnh xử lý tối đa này, GE Series còn đem tới các tính năng khác để thể hiện cá tính của người dùng, từ LED RGB cho tới các đường nét trên nắp máy được cắt vát phá cách. Với mức giá lên đến hơn là 76 triệu đồng, cụ thể như nào thì cùng mình vào video nhé. Vẫn là lấy cảm hứng từ những chiếc phi thuyền thì Rider GE66 của năm 2022 không có gì thay đổi về mặt thiết kế cả. Mạnh mẽ và gaming chỉ là những ấn tượng khó phai đối với những ai lần đầu được thấy em máy này. Toàn bộ máy thì sẽ được làm từ hợp kim nhôm, thế nên là sự cứng cáp chắc chắn không phải bàn. Từ bản lề, khung máy cho đến tổng thể máy đều không có một chút flex nào cả. Mặt lưng của máy thì được làm nhám với gam màu xám bạc. Logo thì cũng được chuyển từ màu đỏ sang cùng gam màu với nắp lưng luôn và được làm nổi hẳn lên, vừa thu hút được sự chú ý thế nhưng mà vẫn cho cảm giác liền mạch với tổng thể máy. Nếu như mà các bạn muốn biết điểm đặc biệt nhất ở trong thiết kế thì các bạn sẽ phải nhìn vào mặt trong và đáy máy với phần giải LED RGB bao quanh phía dưới và bàn phím cũng được trang bị LED RGB để tăng thêm sự thú vị cho các anh em game thủ. Thêm vào đó thì LED RGB còn có thể tùy chỉnh theo ý thích với phần mềm với tên gọi là My Stick Light. Thế nên là khi các bạn chơi game hay là nghe nhạc thì giải LED cũng sẽ chuyển động theo âm thanh luôn. Về phía bàn phím thì Rider GE66 sẽ sử dụng đó chính là phím Checkless Steel Series. Với hành trình phím rất là tốt này, độ nhạy cao giúp các bạn thoải mái thao tác cũng như là phản ứng kịp thời trong các trận game. Thiết kế đẹp đương nhiên sẽ là ưu điểm. Tuy nhiên, sức mạnh và phần cứng bên trong mới là điều khiến GE66 Rider trở thành sự lựa chọn cho các game thủ. Sở hữu con chip của Intel thế hệ thứ 12 mới nhất, Core i9-12900HK, 32GB được trang bị sẵn nhưng còn có thể nâng cấp tối đa là 64GB, 1TB SSD và NVIDIA RTX 3070 Ti. Như mình đã nói từ đầu thì đây là một dòng máy dành cho các game thủ chuyên nghiệp, thế nên là mức cấu hình này hoàn toàn có thể dễ hiểu với mức giá là hơn 76 triệu đồng, phù hợp với những tựa game có cấu hình cao này, hoặc là nếu như các bạn có điều kiện, đây cũng sẽ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai thường xuyên làm về các tác vụ đồ họa nặng hoặc là edit video trên các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp nhé. Cấu hình khủng thế nhưng mà test hiệu năng nhiệt độ thì các bạn cũng có thể thấy được là duy trì khá là ổn định ở mức trung bình, không quá nóng. MSI thì vẫn trang bị công nghệ đó chính là Cooler Boost 5 độc quyền với 2 quạt 7 ống đồng cùng với 4 khe thoát khí, thế là có thể yên tâm khi các bạn chơi game liên tục nhé. Tiếp đến thì sẽ là màn hình. Màn hình này để làm được đồ họa chuyên nghiệp thì màu sắc và hình ảnh đương nhiên sẽ phải chuẩn và nét đúng không ạ? Ở đây thì màn hình sẽ được trang bị sẽ là 15,6 inch, độ phân giải 2K cùng với cả là 100% DCI-B3 thì ảnh không phải bàn về sự tỉ mỉ, về chi tiết này cũng như là chuẩn xác về màu sắc. Thêm vào đó thì game thủ còn sẽ có trải nghiệm cực kỳ mượt khi mà chiến game trên màn hình 2K với tần số quét đó chính là 240Hz. Cổng kết nối thì phải nói là siêu đầy đủ khi mà được trang bị xung quanh máy. Đằng sau chúng ta sẽ có là một cổng mini DP, một cổng USB Type-C, cổng mạng LAN RJ45, cổng HDMI, cổng nguồn. Bên cạnh phải thì sẽ có là hai cổng USB Type-A, một khe thẻ SD. Cạnh trái sẽ có là một cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C và jack audio combo. Tổng kết lại thì đây sẽ là một mẫu laptop cao cấp, thế nên là mức giá không hề rẻ một chút nào cả. Nhắc lại là hơn 76 triệu đồng. Tuy vậy thì từ thiết kế cho đến cấu hình gần như là không có điểm gì để chê và sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm đã nhất khi mà các bạn sử dụng chiếc máy này. Thế nên là link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới để cho các bạn có thể ấn vào tham khảo nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.